miếng đất nào ngon, không có cái miếng đất nào nó vừa ý. Bực mình. Đất. Giời, nhìn cái thằng này không có cái tương lai. Chán thật chứ lại. Cháu biết cô là một người rất là kỳ tính, nên cháu đã cẩn thận trong cái công đoạn chọn miếng đất cho cô. Cô nhìn mặt đất. Thôi. Hôm nay cô không có hứng. Thôi nha, cô về đây. Ok, nhưng mà cô, cái mảnh đất này đẹp lắm cô ạ. Cô mà không mua là cô hối hận á. Đất đẹp nhưng mà nó phải ngon. Mày không ngon thì cô cũng không thích, không hứng. Cháu ơi, cháu ăn đất không cháu? Cháu phải nói thật với cô nhá, là cái miếng đất này nó không được đẹp lắm, nhưng mà giá nó hơi cao. Cô mua. Cô mua à? Cô không có nhu cầu mua đất đâu, nhưng mà cô thấy cháu rất là dễ thương, với cô ấn tượng với nụ cười của cháu ấy, nên là cô mới quyết định lấy lô đất này đấy chứ. Cô sẽ tặng cái lô đất này luôn cho cháu, nhưng mà cô có một yêu cầu nho nhỏ như thế này. Cháu qua Campuchia chơi với cô một tuần, xong rồi cháu về Việt Nam chơi với cô thêm một tuần nữa, tất cả chi phí là cô lo luôn nhá. Ừ, nếu mà cháu không tin tưởng thì cô sẽ chuyển cọc trước cho cháu một nửa để cháu an tâm hơn. Rồi sau khi xong việc thì cô chuyển một nửa còn lại nhá, được không? Cháu xin cô. Ôi, cháu ơi, không một tuần thì một ngày đụng được. Ôi rồi, cô thiếu thốn tình cảm lắm rồi cháu ơi. Cô ơi, còn cháu. Ui, thôi được rồi, vào tạm bụi chuối đi.